Bạn thân mến, do cái việc là khai thác rau này, đồng thời là dọn thùng này và sau đó gieo hạt rất là mất thời gian, mất khoảng độ từ 10 cho đến 20 phút đúng không ạ? Thì chúng tôi đã có một cái phát kiến mới, đó là sử dụng cái này. Tức là một cái lưới bằng nhựa đúng không ạ? Đây là lưới mắt cáo đi, lưới chống chuột đấy. Nhưng mà nó bằng nhựa hoàn toàn chứ nó không có sắt ở bên trong này. Và chúng tôi sẽ giải ra lên bề mặt của các cái lớp phân chuồn quế trước khi mà gieo hạt, tôi sẽ tiến hành ngay luôn. Đấy. Sau khi mà đo thì cái bên trong lòng của cái thùng này, đây, chúng ta sẽ giải thùng này. Ở đây thì nó hơi cong đúng không? Các bạn tưởng tượng là tí nữa thì nó sẽ hết cong đi, chúng ta sẽ sử dụng cái gì đó để cho nó bớt cong đi. Lát nữa chúng ta sẽ ép nó xuống. Nhưng mà khi chúng ta giải lên như này thì sao? Thì cái hạt chúng ta gieo vào đây thì thứ nhất là nó sẽ đều hơn, đúng không nào? Ví dụ chúng ta có thể đếm được cái số cây đấy, vào trong mỗi cái lỗ, ở trong mỗi cái lỗ này, đúng không? Cái này nó vẫn hơi bé này, đúng không nào? Đấy. Thế sau đó là cái thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch ấy, chúng ta chỉ việc nhấc cái này lên đó, thì toàn bộ cái rễ cây sẽ được nhổ lên. Thay vì là chúng ta cắt thì những cái lá mà bị cắt bị sót lại nó sẽ rơi xuống bên mặt này, và đồng thời cái rễ cây nó rơi xuống, nó ở bên trong đó, thì chúng ta sẽ rất là khó để mà dọn thùng một cách nhanh nhất, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ việc, ví dụ chúng ta tưởng tượng kia là rau, đây rau ở trên này nhá, nhấc lên này thôi, thế là toàn bộ rễ cây được nhổ lên. Thì lúc mà đặt lên trên bề mặt thì chúng ta chỉ cần lấy cái dao chúng ta xén phát này, hoặc là chúng ta sẽ nhấc lên và chúng ta để ra ngoài, sau đó chúng ta lấy cái nước chúng ta xịt cái rễ cây đi đó, thì tự nhiên là gì, rau nó sẽ sạch và chúng ta ăn, chúng ta còn đem cả rễ theo cơ, đúng không? Và rễ cũng sạch hoàn toàn. Đấy, nó sạch tương đương với cái việc là chúng ta trồng bằng phương pháp thủy canh, đúng không nào? Ok, như vậy đây là cái phát kiến mới hoàn toàn của chúng tôi. Để chờ cho cái này nó đỡ cong đi, chúng ta sẽ gieo hạt, đúng không? Gieo hạt và sau đó đợi nắp và chờ kết quả của cái lần thu hoạch trong 15 ngày tới, đúng không ạ? Ok.